theo tôi là phải trả lời ba câu hỏi. Nếu không đồng ý thì hãy sai gốc bay con tim. Nội nói rồi nội. Trả lời như thi hoa hậu vậy đó. Nếu mà bác không trả lời được thì sao hả anh Nhện? Thì chú bác khỏi lấy mẹ tim. Ê Nhện, có bồ rồi, lên tụi tao rồi hả? Tụi bay, bông nó cho tao. Anh Nhện, anh Nhện. Anh Nhện về trước đi. Thả con ra chứ, thả con ra. Chú sẽ thả con sau khi con xin lỗi bạn Đức Anh. Chú là ai mà chú bác con xin lỗi bạn Đức Anh? Ba ta đâu? Sao, mày làm gì có ba? Không có ba chứ. Tại sao lại mong của con tôi? Bởi Nhện, mẹ tên là của riêng nó, không ai được cướp mất. Anh chỉ tặng cho Nhện một người ba, tên là Đông Bắc thôi mà. Vậy cháu đã biết hết tật xấu của tiên chưa? Mẹ, ba thương con vì con giống mẹ. Con lấy mẹ tiên con hả? Mẹ đến tình chỉ có mẹ thôi, không có ba đâu cô. Thì con phải gọi chú bác bằng ba sao? Là ba á? Là ở đây này. Con hiểu không? Còn có ba đâu mà hiểu. Con Tiên á, nó sống một mình, nuôi con một mình. Cậu chen vô, cậu rằm rối loạn cuộc sống của mẹ con nó. Ai ba? Quá sức dự động của nó đó. I'm coming. Đi lên đi, chú đâu? Chú ơi, đừng lấy mẹ con. Chị, 30 phút sau hẳn vào. 30 phút sau hẳn vào nhé.